Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Triển khai đồng bộ các giải pháp trong nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cấp ủy chính quyền thành phố thống nhất về nhận thức, hành động và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết. Sau bao nhiêu năm, lời dạy của Bác vẫn còn sáng mãi trong lòng các thế hệ thầy trò Hải Phòng. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai nghị quyết số 06 ngày 24 tháng 1 năm 2022 về quy hoạch xây dựng quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương. Dự tại điểm cầu Hải Phòng có các đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Thành ủy, lãnh đạo sở ban ngành địa phương, các tổ chức chính trị xã hội thành phố. Hội nghị cũng được kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu quận huyện ủy, đảng bộ trực thuộc Thành ủy và 130 điểm cầu xã phường thị trấn. Nghị quyết số 06 khẳng định, sau 35 năm đổi mới, nhất là trong 10 năm vừa qua, công tác quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển đô thị ở nước ta đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa, công tác quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển đô thị vẫn còn nhiều hạn chế. Tỷ lệ đô thị hóa đạt được thấp hơn mục tiêu đề ra trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 và còn khoảng cách khá xa so với tỷ lệ bình quân của khu vực và thế giới. Chất lượng đô thị hóa chưa cao, phát triển đô thị theo chiều rộng là chủ yếu, gây lãng phí về đất đai, mức độ tập trung kinh tế còn thấp. Bộ Chính trị nhận định những hạn chế yếu kém nêu trên có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, nhận thức về đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững chưa đầy đủ và chưa được quan tâm đúng mức. Công tác quy hoạch đô thị chậm đổi mới, thiếu tầm nhìn, chất lượng thấp. Theo đó, Bộ Chính trị chỉ đạo, đô thị hóa là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới. Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, thống nhất nhận thức và hành động trong hoàn thiện thể chế, quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, văn minh, giàu bản sắc và có tính tiên phong dẫn dắt các hoạt động đổi mới sáng tạo, trở thành động lực phát triển là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng của cả hệ thống chính trị. Tại hội nghị, ý kiến của các bộ ngành trung ương, các địa phương đều thống nhất đánh giá việc Bộ Chính trị ban hành nghị quyết là hết sức cần thiết, tạo tính chủ động trong xây dựng quy hoạch và hoạch định chính sách phát triển của các địa phương. Đây sẽ là định hướng, là kim chỉ nam để thể chế hóa các quy định pháp luật nhằm tiếp tục phát triển đô thị Việt Nam có hiệu quả hơn trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, trong hoàn thiện thể chế, quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng của cả hệ thống chính trị, đồng thời sớm xây dựng bổ sung các chỉ tiêu nghị quyết vào kế hoạch năm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc đổi mới tư duy, ứng dụng và phương pháp quy hoạch đô thị là rất quan trọng. Bảo đảm quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm, văn hóa và văn minh đô thị làm nền tảng phát triển. Bên cạnh đó, cần tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật và ban hành các cơ chế chính sách có tính đột phá, vượt trội cho phát triển đô thị bền vững, thúc đẩy kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh và hiệu quả, thực hiện phân cấp phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền các đô thị, gắn với đề cao trách nhiệm, bảo đảm sự lãnh đạo chỉ đạo quản lý thống nhất của Trung ương, đồng thời triển khai đồng bộ 6 hướng giải pháp đã được nêu trong nghị quyết. Sớm ban hành chương trình hành động bảo đảm cụ thể phù hợp với từng địa phương, từng vùng, đưa nghị quyết đi vào thực tế cuộc sống. Sáng nay, Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Thành ủy, lãnh đạo các sở ban ngành, tổ chức chính trị xã hội. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu trung tâm thành phố đến 150 điểm cầu quận ủy, huyện ủy, đảng bộ trực thuộc và các xã phường thị trấn với sự tham dự của hơn 5.800 đại biểu. Diễn ra từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 5, Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 tập trung thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung. Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đề án thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác. Sau khi xem xét thảo luận các tờ trình đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện nghị quyết, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Trung ương khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Người sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Hoàn thiện các chính sách để khơi dậy tiềm năng, phát huy cao nhất nguồn lực tài nguyên đất đai, kiên quyết khắc phục tình trạng đầu cơ, sử dụng đất không đúng mục đích, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, gây khiếu kiện bức xúc trong nhân dân. Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tiếp tục khẳng định nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp. Phát triển nông nghiệp nông thôn phải hướng tới nâng cao toàn diện đời sống vật chất tinh thần của nông dân và người dân nông thôn, lấy lợi ích của người dân là mục tiêu cao nhất, xây dựng nông thôn hiện đại, phồn vinh, hạnh phúc, dân chủ, văn minh. Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới nhằm tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng toàn dân về mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những nhiệm vụ giải pháp lớn cần được quán triệt triển khai thực hiện để kinh tế tập thể ngày càng phát triển mạnh hơn, thực sự trở thành một phần kinh tế quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu khách quan và phải xuất phát từ nhu cầu thiết thực của các thành viên, bảo vệ lợi ích và tạo điều kiện cho các thành viên hăng say làm việc, lao động, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững, tôn trọng các giá trị, nguyên tắc hoạt động của hợp tác xã, phù hợp với điều kiện, đặc điểm kinh tế xã hội của từng địa phương, từng vùng và cả nước. Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu, sau hội nghị hôm nay, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung thực hiện tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 tới toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhằm thống nhất về nhận thức, hành động và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố. Vâng, có thể thấy là những vấn đề được Ban Chấp hành Trung ương thảo luận và quyết nghị tại hội nghị lần này đều là những vấn đề lớn, quan trọng, được đảng viên và nhân dân hết sức kỳ vọng. Các nội dung được bàn thảo quyết định tại Hội nghị Trung ương 5 khóa 13, đồng thời cũng chính là những vấn đề được đặt ra đối với thành phố Hải Phòng, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi thành phố quyết tâm rất cao để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Xung quanh vấn đề này, chúng tôi có cuộc phỏng vấn ông Bùi Thanh Tùng, nguyên Phó trưởng đoàn, đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước hết, xin cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của phóng viên thời sự. Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 được diễn ra trong bối cảnh cả nước đã cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 và đang trên đà phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Ông đánh giá như thế nào về những nội dung được Trung ương bàn thảo tại hội nghị lần này ạ? Có thể nói là những nội dung mà Hội nghị Trung ương 5 đưa ra bàn thảo kỳ này là những vấn đề, những nội dung rất lớn, kể cả về chính trị, về kinh tế và xã hội, mà được chúng ta rất quan tâm, đồng thời nó cũng ảnh hưởng đến cái quá trình phát triển sắp tới đây của đất nước chúng ta. Đó là những vấn đề như luật đất đai, những vấn đề liên quan đến quản lý đất đai, những vấn đề liên quan đến
chính sách trong nông nghiệp, nông thôn và nông dân, rồi những vấn đề liên quan đến kinh tế tập thể. Hội nghị Trung ương lần này là đánh giá lại 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 11 về chính sách đất đai, thế rồi đánh giá lại 15 năm kết quả hội nghị Trung ương 7 khóa 10 liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn, và đánh giá 20 năm nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa 9 liên quan đến kinh tế tập thể. Đây là những vấn đề rất lớn, và trong quá trình thảo luận cho ý kiến và thông qua các cái chủ trương, những cái định hướng lớn chính là nền tảng để sau này chúng ta tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật cũng như là hành lang pháp lý để triển khai các cái lĩnh vực này trong tương lai. Vâng, có thể thấy đây là những vấn đề không chỉ có tính cốt lõi mà còn là những vấn đề đang nóng hiện nay. Liên hệ thực tiễn với thành phố Hải Phòng, phải chăng đây cũng là những vấn đề đã và đang đặt ra với thành phố, thưa ông? Có thể nói rằng là tất cả những cái vấn đề mà Hội nghị Trung ương lần này thảo luận cho ý kiến và thông qua bằng nghị quyết ấy, thì đều là những vấn đề có liên quan đến tầm quốc gia nhưng đồng thời cũng có liên quan đến Hải Phòng, và cũng phản ánh rất là thực tế cái thực trạng của Hải Phòng. Trong những năm vừa qua thì thành phố Hải Phòng chúng ta đã thực hiện rất nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương, các cái chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, rồi lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn hay là kinh tế tập thể. Và bên cạnh những cái thành quả mà chúng ta đạt được thì qua thực tế chúng ta cũng thấy rằng Hải Phòng cũng vấp phải những khó khăn, những vướng mắc, những bất cập liên quan đến công tác quản lý đất đai, liên quan đến việc phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân hay là cái hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể như trong các báo cáo đánh giá mà Trung ương đã nêu tại Hội nghị Trung ương lần này. Cụ thể ví dụ như trong lĩnh vực quản lý đất đai thì chúng ta cũng vướng mắc trong cái việc là quy hoạch, vướng mắc trong cái việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất, thuê đất, cho giao đất hay là vấn đề thu hồi đất, rồi hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm. Hay là chúng ta cũng có những khó khăn trong quản lý sử dụng đất nông nghiệp hay là đất phi nông nghiệp, thiếu rất nhiều những cơ chế chính sách để quản lý một cách đồng bộ. Thế rồi cũng có những vướng mắc trong cái việc xây dựng giá đất và rất nhiều nội dung. Và thực tế ở Hải Phòng chúng ta cũng thấy là khoảng trên 70% các cái khiếu kiện cũng là liên quan đến đất đai. Thế hay là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân thì chúng ta có rất nhiều thành tựu, đặc biệt là thành tựu xây dựng nông thôn mới, nhưng chúng ta vẫn có những bất cập trong cái việc đổi mới hoặc là tái cơ cấu lại nông nghiệp, hay là cái việc xây dựng nông thôn mang tính chất văn minh hiện đại mà có kết nối với đô thị, hay là nâng cao đời sống vật chất của người dân và xây dựng nông thôn, phát triển nông thôn trong cái bối cảnh là chúng ta phải ứng phó biến đổi khí hậu. Thì tất cả những cái nội dung bất cập đó thì trong hội nghị Trung ương lần này cũng đã được nêu ra và cũng đã được chỉ rất rõ những cái tồn tại bất cập để có những cái định hướng lớn trong cái việc hoàn thiện chính sách trong thời gian tới. Kinh tế tập thể là một cái đối tượng mà chúng ta rất quan tâm, nhưng ngay cả Hải Phòng thì kinh tế tập thể cũng chưa được phát triển và cũng có những cái tồn tại, có những cái vướng mắc liên quan đến nhận thức, liên quan đến cơ chế quản lý, liên quan đến năng lực nội tại của cái lĩnh vực kinh tế này. Mà chắc chắn là với những cái quyết sách mà Hội nghị Trung ương đưa ra lần này thì chắc chắn là nhà nước sẽ có nhiều cái hành lang pháp lý cụ thể để điều chỉnh những vấn đề mà để tạo ra được cái bước đột phá trong giai đoạn sắp tới đây, không những chỉ ở tầm quốc gia mà cả kể Hải Phòng chúng ta. Cũng trong hội nghị lần này, Trung ương đã thống nhất chủ trương thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Bằng những thực tiễn công tác trên cương vị nhiều năm là đại biểu Quốc hội, ông kỳ vọng và tin tưởng như thế nào vào công tác phòng chống tham nhũng tại các địa phương trong thời gian tới? Theo các cái quy định của hiến pháp cũng như các cái quy định của pháp luật Việt Nam thì công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của chúng ta là được giao cho các cái cơ quan chức năng chuyên ngành, các cơ quan chuyên trách mà được pháp luật quy định. Đồng thời là có những cơ chế để có sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên trách này với nhau, kể cả tầm trung ương cũng như ở các cái địa phương. Tuy nhiên là thời gian vừa qua với cái việc là Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực thì cũng đã tạo ra được một cái hiệu ứng rất là tốt, rất là quan trọng trong cái việc là tăng cường cái công tác lãnh đạo chỉ đạo, rồi kiểm tra giám sát hoạt động của các cơ quan chuyên trách liên quan đến lĩnh vực phòng chống tham nhũng. Và cũng nhờ có cái sự lãnh đạo chỉ đạo một cách tập trung của Trung ương Đảng như vậy thì chúng ta đã hỗ trợ cho các cơ quan chuyên trách trong lĩnh vực này
cùng với các cả hệ thống chính trị đã phát hiện rồi kịp thời xử lý những sai phạm trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng và tiêu cực một cách rất hiệu quả. Và với cái việc mà hội nghị trung ương lần này quyết định thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực thì tôi cho là đấy là một cái quyết định rất là cần thiết, rất là đúng đắn và phù hợp với tình hình thực tiễn. Nó cũng giống như một cái bàn tay nối dài của ban chỉ đạo trung ương xuống các địa phương, bởi vì suy cho cùng ấy, ở tầm quốc gia thì rất lớn, không thể vươn tới tận từng cơ sở mà vẫn phải có một cái cấp trung gian. Mà ở đây ban chỉ đạo cấp tỉnh là ban chỉ đạo của tỉnh ủy, thành ủy mà do đồng chí bí thư cấp ủy, bí thư tỉnh ủy, thành ủy là trực tiếp làm trưởng ban chỉ đạo. Thì đấy cũng chính là một cái cách để chúng ta tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy ở mỗi địa phương đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí hay là tiêu cực. Và như vậy rõ ràng là tôi rất tin tưởng là với cái cách chúng ta triển khai như vậy thì cái công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở các địa phương sẽ được ngày càng được kiện toàn và sẽ đem lại những cái thành công tốt hơn trong thời gian tới. Mặc dù là không phải hiện nay chúng ta đang không cố gắng, nhưng mà rõ ràng là nếu chỉ trông vào các cơ quan chuyên trách thì cũng có những cái hạn chế nhất định, kể cả về mặt năng lực cũng như công tác phối hợp. Bằng cái cách là chúng ta xây dựng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh thì chúng ta huy động được cả hệ thống chính trị trong cái việc là vừa phòng chống cũng như là phát hiện và xử lý những cái sai phạm. Và như vậy thì rõ ràng nó sẽ đem lại một cái hiệu quả tích cực trong thời gian tới. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông. Vâng, thưa quý vị, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng những nghị quyết, chủ trương lớn được Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết nghị tại hội nghị lần này sẽ sớm được triển khai, góp phần từng bước thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế mạc tại hội nghị Trung ương 5 khóa 13 vừa qua. Tiếp tục chương trình thời sự, thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Ngân hàng Chính sách Xã hội phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các chính sách tín dụng thực hiện nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hải Phòng. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành nghị quyết số 11, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã ban hành kế hoạch số 933, tập trung xây dựng đề án phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh để thực hiện chương trình năm 2022 với tổng khối lượng phát hành là 20.400 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tổ chức phát hành thành công trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội được Chính phủ bảo lãnh với tổng số tiền 2.600 tỷ đồng. Đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã thực hiện giải ngân các chương trình tín dụng theo nghị quyết số 11 là hơn 2.300 tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, nghị quyết số 11 thể hiện tính ưu việt, nhân văn của Đảng, Nhà nước ta, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Đồng chí yêu cầu các địa phương căn cứ các văn bản hướng dẫn của Trung ương, chỉ đạo ra soát, xác nhận đối tượng thụ hưởng các chính sách tín dụng để thực hiện nghị quyết số 11, làm cơ sở để Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai cho vay kịp thời, đúng đối tượng. Tiếp tục dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để cùng với nguồn vốn Trung ương thực hiện hiệu quả các chính sách cho vay ưu đãi theo nghị quyết. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022, tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chiều nay, Thành ủy Hải Phòng tổ chức tọa đàm khoa học một số giải pháp xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong sạch vững mạnh. Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, chủ trì buổi tọa đàm. Phát biểu đề dẫn tọa đàm, đồng chí Đào Khánh Hà, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh, tọa đàm là dịp để nghiên cứu, khẳng định ý nghĩa, giá trị sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, trọng tâm là xây dựng Đảng về đạo đức, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong sạch, vững mạnh.
Tọa đàm ghi nhận nhiều ý kiến làm sáng tỏ hơn giá trị sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng, trọng tâm là xây dựng đảng về đạo đức, đồng thời nhìn nhận, đánh giá rõ hơn về những kết quả đã đạt được, những thành tựu nổi bật, hạn chế khuyết điểm và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng, nhất là xây dựng đảng về đạo đức trong thời gian qua. Từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố Hải Phòng trong sạch vững mạnh. Phát biểu tổng kết tọa đàm, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, tọa đàm được tổ chức vào dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 67 năm ngày giải phóng Hải Phòng, không chỉ là hoạt động thiết thực tri ân công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với thành phố Cảng, mà còn góp phần đẩy mạnh thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị, tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao những ý kiến tập trung phân tích sâu sắc, khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng nói chung, xây dựng Đảng về đạo đức nói riêng. Kết quả của cuộc tọa đàm khoa học góp phần tạo động lực cho toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị thành phố trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16. Thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo con người cho xã hội mới, cho dân tộc Việt Nam. Suốt cả cuộc đời mình, người đã dành biết bao tâm trí cho sự nghiệp giáo dục. Và trước lúc đi xa, người đã căn dặn, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết. Sau bao nhiêu năm, lời dạy của người vẫn còn sáng mãi trong lòng các thế hệ thầy và trò Hải Phòng. Không phải ngôi trường nào trên cả nước cũng có vinh dự được Bác Hồ viết thư khen như trường Trung học cơ sở Vĩnh Niệm, quận Lê Chân. Niềm tự hào đặc biệt ấy bao năm nay vẫn in sâu trong lòng cô học trò Đặng Thị Nhán, năm ấy mới là học sinh lớp 6, và vẫn nguyên vẹn cho đến tận hôm nay khi bà tuổi đã ngoại lục tuần. Cái thời gian đấy thì các cô giáo toàn sơ tán, làm gì có đồ dùng. Ngay bản đồ sử địa là các cô toàn vẽ tay, chứ không có bản đồ in. Thế chứ nói đồ dạy lý hóa nữa. Thế cho nên là các thầy cô say mê lắm. Làm cả ngày cả đêm để coi là bằng được đồ dùng dạy cho các em. Có một nhà báo động viết cái bài này lên đến Bác Hồ. Thì Bác Hồ mới gửi thư về khen và công nhận là trường Ba Đảm đang. Là từ những phong trào làm đồ dùng để giảng dạy cho học sinh. Năm ấy, ngoài gửi thư khen, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn tặng cô trò trường Trung học cơ sở Vĩnh Niệm bức chân dung của người với dòng chữ: Bác mong các cô giáo thi đua dạy ngày càng tốt hơn nữa. Các cháu học trò thi đua ngày càng giỏi hơn nữa. Bác mong các trường khác thi đua với trường Vĩnh Niệm. Bức chân dung ấy bao năm nay vẫn được treo ở vị trí trang trọng nhất tại phòng truyền thống của nhà trường. Vừa là niềm tự hào thiêng liêng, vừa là sự nhắc nhớ thường trực về những điều Bác dạy. Thế khi nhà trường mà nhận được thư và ảnh của Bác Hồ gửi công nhận khen và công nhận là trường Ba Đảm đang, thì mặc dù là chiến tranh không gặp nhau được, nhưng mà về tinh thần thì giáo viên học sinh là rất phấn khởi, tự hào và lúc nào cũng động viên nhau là học sinh nào có tốt và thầy thì làm cho tốt để cho làm sao thực hiện đúng cái phong trào là thi đua hai tốt của ngành. Rất là tự hào về ngôi trường này bởi vì trường này rất là giàu truyền thống và được Bác Hồ gửi thư khen tặng. Và về học sinh thì em còn phải nhận thức được giá trị lịch sử truyền thống của trường mình để từ đó để lan tỏa mọi người và học tập thật tốt để làm rạng danh ngôi trường của mình. Nội dung học tập về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được nhà trường lồng ghép trong các buổi giao ban hàng tuần hàng quý và đối với học sinh thì qua các buổi hoạt động chuyên đề cũng như các hoạt động ngoại khóa. Để nội dung này thật sự trở thành việc làm tự giác thường xuyên thì chúng tôi đối với cấp ủy chi bộ và lãnh đạo nhà trường thì chủ trương là công tác nêu gương, còn đối với học sinh là chúng tôi luôn định hướng đối với giáo viên chủ nhiệm và giáo viên để học sinh thực hiện thật tốt năm điều Bác Hồ dạy với những điều thiết thực giản dị như Bác vẫn dạy năm xưa. Dù trăm công nghìn việc, nhất là khi kháng chiến chống Mỹ đang vào giai đoạn ác liệt, cũng là lúc sức khỏe không tốt, Bác Hồ vẫn dành tình thương cho một ngôi trường cấp 2 đơn sơ. Tình yêu bao la của vị cha già dân tộc cũng chính là tư tưởng và viễn kiến của người với giáo dục. Dù là trong mưa bom lửa đạn, giáo dục vẫn phải là quốc sách hàng đầu. Bởi lẽ, không có giáo dục, không có cán bộ,
thì cũng không nói gì đến kinh tế văn hóa. Tư tưởng vĩ đại ấy cũng được gửi gắm đầy thiết tha mong mỏi qua trang thư người gửi tới các em học sinh mỗi mùa tựu trường. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai cùng các cường quốc năm châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Sự hưng thịnh của đất nước, của thành phố hôm nay gắn chặt với nhiệm vụ nâng cao dân đức, mở mang dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Đây cũng chính là chìa khóa của sự phát triển, đưa đất nước và thành phố tiến tới giàu mạnh và văn minh. Trong phần tiếp theo của chương trình, Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 là dịp để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Tiếp tục những ngày thi đấu sôi động, hôm nay đua thuyền nam Việt Nam đã giành được chiếc huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 31. Thưa quý vị, hôm nay ngày 18 tháng 5, Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng là ngày hội để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Cùng với cả nước, Hải Phòng đang đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới trong bối cảnh tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 với những cơ hội và thách thức đan xen. Hoạt động đổi mới công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố có sự chuyển mình mạnh mẽ với nhiều nỗ lực tập trung phát triển thị trường khoa học công nghệ và hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ nhằm góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa dịch vụ, nâng cao hiệu quả của sản xuất, kinh doanh, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Hàng năm thì Sở Khoa học Công nghệ thành phố Hải Phòng thường xuyên có những cái cuộc triển lãm, các buổi kết nối cung cầu công nghệ giúp cho Quang Thắng gặp được các cái đối tác có thể hỗ trợ mình sản xuất hoặc hỗ trợ mình nghiên cứu khoa học ở các bước sâu hơn hoặc là trực tiếp gặp các khách hàng trong nước và quốc tế. Ngoài ra thì Sở cũng thường xuyên có các cái hoạt động về đào tạo giúp nâng cao tay nghề quản lý, nâng cao cái nghề về nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Hầu như năm nào Viện Nghiên cứu Hải sản cũng được thành phố hỗ trợ ít nhất là 3 đến 4, thậm chí có những giai đoạn mà 5-6 cái nhiệm vụ chuyển giao công nghệ đấy, thì thực sự nó mang lại một cái ý nghĩa rất là lớn đối với các cái viện nghiên cứu như chúng tôi, cũng như là nó mang lại cái hiệu quả rất rõ rệt cho cái việc mà chuyển giao, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ cho thực tiễn sản xuất. Để giữ vững và nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố, một trong những nhiệm vụ và cũng là giải pháp quan trọng là cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó tiếp nhận, chuyển giao, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực trình độ công nghệ cho doanh nghiệp, người dân có vai trò then chốt quyết định cho sự phát triển của thành phố Hải Phòng. Hải Phòng là một trong những thành phố hoặc là những cái địa phương mà tôi đánh giá là có cái hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo rất là có những kết quả tốt đẹp. Những cái sự kiện mà khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển hệ sinh thái ở đây thì đã đi theo đúng hướng của Bộ Khoa học Công nghệ, hướng dẫn từ việc xây dựng những cái khu làm việc tập trung rồi những cái nơi mà giới thiệu các cái ý tưởng mới của những cái người khởi nghiệp hoặc là được sự hỗ trợ bằng qua các cái chương trình hỗ trợ về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn. Thời gian tới, ngành khoa học và công nghệ thành phố tiếp tục đẩy mạnh các chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố giai đoạn 2021-2025 theo phương châm lấy ứng dụng làm chính, coi chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, đưa Sở Khoa học và Công nghệ trở thành hình mẫu về xây dựng chính quyền số, đồng thời đẩy mạnh triển khai hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, tích cực phối hợp với các địa phương, đơn vị, góp phần thúc đẩy hoạt động đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, bảo đảm an toàn, hiệu quả và phấn đấu hoàn thành việc tiêm cho trẻ đủ điều kiện tiêm chủng trong quý 2 năm 2022 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành y tế thành phố đang nỗ lực thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ.
Việc tiêm vaccine được triển khai cuốn chiếu theo trường, địa bàn và số lượng vaccine được cung ứng. Do được tuyên truyền đầy đủ nên hầu hết trẻ được tiêm trong một tâm lý thoải mái, công tác tiêm chủng bảo đảm an toàn, đúng quy định. Tính đến 16 giờ ngày hôm nay, ngành y tế đã tiêm cho trên 500 trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Để đảm bảo an toàn khi tiêm, Bộ Y tế quy định những đối tượng không tiêm, trì hoãn tiêm trong đợt này, gồm những trẻ 11 tuổi 1 tháng trở lên, đến 12 tuổi tính đến ngày tổ chức tiêm, những trẻ đã mắc COVID-19 dưới 3 tháng tính từ ngày tổ chức tiêm, những trẻ có chống chỉ định, tạm hoãn theo hướng dẫn nhà sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục những ngày thi đấu sôi động của SEA Games 31, sáng nay tại Trung tâm Huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng đã diễn ra 4 nội dung chung kết môn canoeing kayak. Đội Việt Nam đã giành được 2 huy chương vàng, 1 huy chương đồng. Đặc biệt, đua thuyền Nam Việt Nam đã có được chiếc huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games lần này. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam đã tới động viên và trao huy chương cho các vận động viên. Ở nội dung thuyền đôi nữ canoeing 1000m, đội Việt Nam có sự góp mặt của 2 vận động viên nữ là Trương Thị Phương và Nguyễn Thị Ngân. Ngay từ khi xuất phát đã có sự cạnh tranh quyết liệt giữa các đội đua. Hai cô gái của đội tuyển canoeing Việt Nam đã bứt tốc ở 200m cuối cùng, vượt qua hai đội mạnh là Thái Lan và Indonesia để về đích với thành tích 4 phút 30 giây, nhỉnh hơn đội thứ hai là Thái Lan 5 giây 27. Mang về tấm huy chương vàng thứ hai cho đội tuyển canoeing Việt Nam. Hai kỳ trước thì em tham gia là cự ly cá nhân và rất may mắn là kỳ SEA Games này em đã có người đồng hành là người chị của em. Chị Ngân đây là lần đầu tiên tham dự SEA Games và rất là vinh dự khi mà hai chị em đã đạt được kết quả như bây giờ ạ. Em rất vui ạ, rất cảm động và cũng gửi lời cảm ơn đến các thầy và trong ban huấn luyện cũng như là những người đồng đội của em ạ. Dấu ấn đặc biệt của ngày hôm nay là ở nội dung thuyền 4 nam canoeing 1000m, các vận động viên Phạm Hồng Quân, Trần Thành, Hiên Năm, Nguyễn Quốc Toản giành huy chương vàng đầu tiên cho đội đua thuyền nam tại SEA Games lần này. Chiếc huy chương quý giá giải tỏa tâm lý cho các vận động viên. Huy chương vàng này là sự bất ngờ của đội, tại vì bản quyền đề ra là bọn em chỉ là cố gắng hết sức và khả năng của mình để đạt được thành tích tốt nhất. Mấy trăm mét đầu thì bọn em cũng bị các đội dẫn, thì bọn em cũng chỉ biết là cố gắng duy trì theo và bớt tốc của đoạn cuối thôi. Cái phần này thì bọn em cũng tập với cả các thầy cũng trên bờ, các thầy ban huấn luyện cũng chỉ đạo chiến thuật nên là bọn em cũng cố gắng làm theo. Em thấy khán giả này rất là đông, bên cạnh đó thì bên cạnh em rất là tâm lý nữa, hồi hộp nữa. Nhưng bên cạnh đó là bốn đội em đã dùng hết sức mình động viên nhau để làm sao cho về đích, để mang thành tích tốt nhất cho Tổ quốc ạ. Trong ngày thi đấu hôm nay, đội Việt Nam đã giành được huy chương đồng với nội dung thuyền 4 nam kayak. Còn nội dung thuyền đơn nam kayak 1000m, rất tiếc vận động viên Phan Văn Lộc của Việt Nam không giành được huy chương. Ngày mai sẽ tiếp tục diễn ra chung kết 4 nội dung môn canoeing kayak. Thưa quý vị, vào 19 giờ ngày mai, tại sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ sẽ diễn ra trận đấu bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia. Đây là trận đấu được cổ động viên hết sức mong chờ và tin tưởng vào một chiến thắng cho đội tuyển U23 Việt Nam để tiếp tục bảo vệ tấm huy chương vàng ở bộ môn bóng đá nam. Cùng với cổ động viên cả nước, những cổ động viên nhiệt tình của thành phố Cảng cũng sẽ đến Phú Thọ để cổ vũ cho đội tuyển U23 nước nhà. U23 Việt Nam bước vào trận bán kết khi vượt qua vòng đấu bảng với 10 điểm, đứng đầu bảng A. Ở vòng đấu loại, sau 4 trận đấu, đội tuyển U23 Việt Nam chưa để thủng lưới bàn nào. Trong thành tích đó, có sự đóng góp rất quan trọng của thủ môn Văn Toàn của câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng. 4 trận đấu vòng loại của U23 Việt Nam trên sân vận động Việt Trì luôn thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ, trong đó có nhiều cổ động viên đến từ thành phố Cảng Hải Phòng. Với những cổ động viên này, bất kể thời tiết nắng mưa, họ vẫn say mê cổ vũ hết mình vì thành công chung của bóng đá Việt Nam. Ở trận bán kết tới, đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế về lịch sử đối đầu với Malaysia khi chưa từng thua đội bóng này ở những lần gặp nhau tại bán kết các kỳ SEA Games. Riêng về bóng người hâm mộ bóng đá Hải Phòng, chúng tôi thì cũng rất là đam mê. Là SEA Games 31, bóng đá tổ chức ở trên Phú Thọ và Nam Định. Niềm tin chiến thắng thì là tôi tin rằng Việt Nam sẽ chiến thắng để vào chung kết. Mình nhiệt huyết lắm, chỉ muốn là nhanh chóng chóng đi cùng với đội, hòa chung với không khí của loa đài cổ động
xong là đi cùng đấy. Tôi rất là hâm mộ Văn Toản, thủ môn đã giữ sạch lưới nhà trong các vòng loại, và cũng mong là Văn Toản và Quang Nho cũng như là Văn Minh thể hiện ý chí của mình hơn nữa, giữ sạch lưới nhà cho đến hết vòng SEA Games này. Yêu, đam mê, máu lửa là ngọn lửa chưa bao giờ tắt trong lòng mỗi cổ động viên bóng đá Hải Phòng. Nhưng giờ đây, cách họ thể hiện với khán giả cả nước được đánh giá cao, ấn tượng, có bản sắc riêng. Với sự tiếp sức của hàng ngàn khán giả nhà, trong đó có những cổ động viên đến từ Hải Phòng, đội tuyển U23 Việt Nam hoàn toàn có quyền hy vọng vào một chiến thắng để bước chân vào trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31. Ngày mai 19 tháng 5, đường đua SEA Games 31 sẽ tiếp tục với màn khởi tranh của hai bộ môn, đó là xe đạp đường trường và cử tạ, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những màn tranh tài đặc sắc. Đến 17 giờ chiều nay, đoàn thể thao Việt Nam đã mang về thêm 10 huy chương vàng ở các môn canoeing, đấu kiếm, vật, karate và ném lao, 3 huy chương bạc ở môn bắn cung và karate. Thành tích này giúp đoàn thể thao Việt Nam giữ vững vị trí đầu bảng SEA Games 31 và nâng tổng số huy chương mang về cho nước nhà lên 245 huy chương, trong đó có 112 huy chương vàng, 67 huy chương bạc và 66 huy chương đồng. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin dự báo thời tiết ngay sau đây sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Dự báo thời tiết thành phố Hải Phòng đêm nay và ngày mai. Khu vực trung tâm thành phố, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C. Phía Bắc thành phố, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ C. Phía Nam thành phố, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ C. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ C. Huyện đảo Bạch Long Vĩ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ C. Vịnh Bắc Bộ, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4.